món rẻ như bèo này mỗi ngày, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm, anh chị đã biết chưa? Đó chính là món tỏi ngâm mật ong anh chị nhé. Khi dùng hàng ngày nó sẽ mang lại lợi ích rất là tuyệt vời đối với sức khỏe, như là kháng khuẩn này, nuôi dưỡng làn da này, hỗ trợ chăm sóc, điều trị rụng tóc này, tăng cường miễn dịch này, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ này, tăng cường trí nhớ và sức khỏe não bộ này, ngăn ngừa chứng trào ngược dạ dày thực quản, hỗ trợ điều trị cao huyết áp, ngừa ung thư hiệu quả. Cách làm thì rất là đơn giản như sau. Tỏi lột vỏ thật là sạch, sau đó anh chị hãy băm nhỏ hoặc là đập dập ra nhé. Cho tỏi vào một cái ly thủy tinh đã rửa sạch, sau đó đổ mật ong vào với cái tỷ lệ là 100ml mật ong và 15g tỏi. Và hãy đậy kín nắp thủy tinh và ngâm trong vòng 14 tới 20 ngày. Sau khi ngâm đủ thời gian là anh chị đã có thể sử dụng được rồi nhé. Và mỗi sáng trước khi ăn sáng 30 phút thì anh chị hãy pha 2 thìa cà phê tỏi mật ong này cùng với nước ấm để uống anh chị nhé. Nếu anh chị thấy video này hay thì hãy lưu lại và chia sẻ cho nhiều người thân và bạn bè của mình cùng biết để cùng thực hiện anh chị nhé.